chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Hiện đang là thời điểm mà nhu cầu mua bán sử dụng bánh Trung Thu tăng nhanh. Tuy nhiên, cứ đến hẹn lại lo, những vấn đề liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm này vẫn khiến nhiều người lo lắng. Các cơ quan chức năng thì lập hàng chục đoàn kiểm tra. Nhưng trên thực tế, nhiều cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hàng ngày đưa ra thị trường hàng trăm chiếc bánh không an toàn. Tại các làng nghề, cơ sở sản xuất bánh Trung Thu, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Tại xưởng sản xuất, công nhân làm việc hết công suất. Tại khu vực bày bán thì bắt đầu sau rằm tháng 7 âm lịch, lượng mua đã tăng dần. Càng đến cận Tết Trung Thu, số lượng bánh bán ra càng nhiều. Ngoài các loại bánh truyền thống như bánh dẻo, bánh nướng, vài năm trở lại đây, số lượng và chủng loại các loại bánh ngày càng đa dạng. Không chỉ đa dạng về màu sắc, mùi vị, hiện nay nhiều cơ sở còn sản xuất ra các sản phẩm cầu kỳ, đặc sắc và thậm chí còn dành riêng cho những người mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao. Từ chục năm gần đây cũng đã có cái làn sóng chuyển giao để sử dụng những cái sản phẩm mới như của Malaysia hay là của Nhật hay của Singapore. Thế tuy nhiên là cái khẩu vị của các cái sản phẩm nước khác thì với người tiêu dùng Việt Nam mình nó dường như là một cái gì đó mới mẻ và để họ thử. Nhưng mà theo cái quan điểm nhận xét của cơ sở tôi thì thấy là họ vẫn rất là trung thành với cái dòng bánh cổ truyền. Mặc dù đến thời điểm này thì rất nhiều ý kiến cho rằng bánh cổ truyền nó vẫn hơi ngọt. Nhưng tuy nhiên mà nó lại có một cái hương vị riêng của cái vị ngọt đấy đem lại mà các sản phẩm hiện đại bây giờ là chưa tạo được cho khách hàng cái cảm nhận về bánh cổ truyền đấy. Bánh Trung Thu là sản phẩm truyền thống. Cũng bởi vậy, không chỉ dùng để ăn, hiện đây còn là mặt hàng được nhiều người mua để làm quà biếu và giá nhiều loại không hề rẻ. Nhu cầu sử dụng tăng cao lại theo mùa vụ. Cũng bởi thế, để gia tăng lợi nhuận, nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng các nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất bánh. Quy trình sản xuất thì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo quy định, người sản xuất bánh phải sử dụng các dụng cụ như khẩu trang, mũ, găng tay, quần áo bảo hộ. Thế nhưng tại xưởng sản xuất này, tất cả nhân viên đều không được trang bị bất cứ dụng cụ nào theo quy định. Nguyên liệu để làm bánh không được che đậy bằng bất cứ dụng cụ gì, nhiều loại còn bày trên sàn đất. Bánh sau khi nướng chín được bao gói bằng tay trần. Thế nhưng sau tất cả những quy trình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên, những chiếc bánh này được bao gói đẹp mắt và bày bán như tất cả những loại bánh được sản xuất bằng quy trình đảm bảo khác. Có cơ sở, có công nhân là chưa mang những cái trang bị bảo hộ lao động như đeo găng tay trong lúc coi như nhào bánh, những cái đó chúng tôi phải nhắc nhở. Hai là cái chỗ nơi sắp đặt của cái nơi mà bảo quản, cái nơi mà giữ của những cái bao bì hộp đấy thì do người ta chặt cho người ta cứ xếp nó không được ngăn nắp. Giấy tờ mà liên quan đến xuất xứ nguồn gốc thì càng gần về đây thì các cơ sở càng chú trọng, và đặc biệt nữa là cái người mà tham gia sản xuất được quan tâm. Thế còn những cơ sở mà mới đưa vào sử dụng hoặc sản xuất theo thời vụ thì đặc biệt chúng tôi quan tâm đến là vấn đề cơ sở vật chất, về nguồn nước và kể cả các cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc. Đây là một trong những nội dung mà thành phố đã có văn bản chỉ đạo các quận huyện và các phường xã tăng cường vấn đề kiểm tra. Nếu những cơ sở nào mà không đủ điều kiện thì đề nghị đóng cửa, và sản phẩm mà không đúng, không đảm bảo vệ sinh phải tịch thu và tiêu hủy. Đồng thời với việc là những cơ sở như vậy là phải thông tin rộng rãi để cho người dân biết.
không chỉ phải đối mặt với nguy cơ sử dụng phải bánh kém chất lượng. Theo các chuyên gia, việc người dân sử dụng bánh trung thu mà không có kiến thức cũng tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của dinh dưỡng học hiện đại, một chiếc bánh trung thu chứa các thành phần dinh dưỡng chủ yếu là đạm, mỡ, đường, đặc biệt là lượng calo rất lớn. Một chiếc bánh dẻo hay bánh nướng thập cẩm trọng lượng 200 gram chứa từ 800 đến 1.000 kilocalo, tương đương với 1/2 lượng calo cho một người trưởng thành trong một ngày. Điều đó có nghĩa nếu ăn một chiếc bánh trung thu 200 gram, chúng ta phải nhịn ăn một nửa khẩu phần ăn trong ngày. Cụ thể, một bánh nướng nhân đậu đỏ chứa 980 kilocalo, tương đương với 4 cái bánh giò hoặc tương đương với 2 cốc trà sữa cỡ lớn. Đồng nghĩa với việc người ăn phải chạy bộ gần 20 km thì mới tiêu thụ hết số năng lượng này. Một bánh nướng nhân thập cẩm chứa 900 kilocalo, tương đương 2 bát mì ăn liền cộng với 2 trứng gà. Để tiêu hao hết, người ăn phải chạy bộ khoảng 18 km. Bánh trung thu tưởng nhỏ nhưng lượng calo còn cao hơn cả bánh chưng. Cụ thể, bánh trung thu chứa 900 kilocalo, trong khi bánh chưng chỉ chứa 800 kilocalo. Do đó, việc ăn quá nhiều bánh trung thu trong một thời gian dài làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Đối với trẻ em, nếu ăn quá nhiều, ở trẻ béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra tiểu đường. Còn ở trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính và càng làm trẻ chán ăn, gây suy dinh dưỡng. Thông thường với các cháu từ 6 đến 14 tuổi thì theo cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng là các cháu hầu hết là đều có cái hoạt động thể lực ở mức độ nhẹ hoặc là trung bình, đặc biệt là trong cái giai đoạn trung thu là cái thời gian các cháu đi học, cho nên là ăn bán trú ở trường và các hoạt động thể lực thì đều là ở cái mức độ nhẹ và trung bình. Với người trưởng thành cũng như vậy. Thế thì với một cái bánh trung thu mà có cái mức từ 120 cho tới 220 gram thì nó sẽ đáp ứng, nó sẽ cung cấp từ 400 tới 1.000 kilocalo trong một ngày, một chiếc bánh như vậy thì nó sẽ cung cấp từ khoảng 40 cho tới 75% nhu cầu năng lượng. Thế với cái người mà lao động, người trưởng thành mà lao động ở cái mức độ nhẹ, tức là ngồi ở văn phòng không có hoạt động thể lực nhiều thì cái nhu cầu năng lượng là 1.760. Thì rõ ràng nếu chúng ta ăn một cái bánh trung thu ở cái cỡ truyền thống, nó đã đáp ứng được khoảng nửa nhu cầu của năng lượng của một ngày rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là nhu cầu năng lượng không nói lên rằng là cái cảm giác đói của cơ thể. Với cái trọng lượng bánh trung thu nhỏ như vậy, cái mức đáp ứng như vậy, nhưng mà khi chúng ta ăn một cái bánh, cả một cái bánh trung thu thì 2 tiếng sau chúng ta vẫn còn có thể có cảm giác đói, bởi vì cái cảm giác rỗng của dạ dày do là cái trọng lượng của bánh trung thu là nhỏ so với lại cái số lượng thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn 1 tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo cái khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng và hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân cần phải chú ý tới cái năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bánh trung thu là thức quà ngon miệng, chứa trong đó nhiều hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên ăn bánh với chừng mực nhất định. Và khi ăn bánh, mỗi người cần lưu ý, cân đối khẩu phần hàng ngày, nhất là với người bệnh đái tháo đường, người béo phì, người ăn kiêng. Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi, đúng không ạ? Thế thì sau đấy thì chúng ta, nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì cái trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào thì không đủ so với lại cái độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng cái việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước này, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì
chúng tôi khuyến nghị là ăn 3 đến 4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lưng bát. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lưng bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn cái rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại cái lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Cách chọn bánh trung thu an toàn. Quan sát bằng mắt thường về cảm quan bên ngoài, từ hình dáng cho đến màu sắc của bánh, người dùng đã có thể quan sát và lựa chọn cho mình một chiếc bánh tốt. Không chọn bánh bị dập vỡ hay bị biến dạng. Bánh có chất lượng tốt, có hoa văn sắc nét, không bị méo mó, có màu sắc tự nhiên. Xem xét kỹ bao bì. Chọn bánh có bao bì nguyên vẹn và kín, đầy đủ thông tin về thành phần, hàm lượng các chất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản rõ ràng. Không chọn bánh có vỏ nhào nát, bị thủng hay lọt khí. Bao bì của bánh nếu hở sẽ khiến không khí lọt vào, làm bánh bị ẩm, mốc, vỏ bánh chảy dầu. Các chữ in trên bao bì như logo, tên thương hiệu phải nguyên mới, không nhòe mực. Bao bì cần phải ghi chính xác ngày sản xuất và hạn sử dụng. Khi mua bánh trung thu, phải chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, bao gồm tên đơn vị và địa chỉ nhà máy sản xuất. Tuyệt đối nói không với sản phẩm có xuất xứ mập mờ, vì đây là dấu hiệu của sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng, hàng nhập lậu. Chọn bánh có thành phần và chỉ số phù hợp với người tiêu dùng. Hiện bánh trung thu rất đa dạng với nhiều loại nhân mặn ngọt khác nhau. Vì thế khi chọn lựa, phải lựa chọn đúng khẩu vị của mình. Đặc biệt, những người bị béo phì, tiểu đường nên chọn những loại bánh trung thu được làm từ đường không năng lượng Insomat để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chọn thương hiệu uy tín. Lựa chọn bánh từ những thương hiệu uy tín là một yếu tố giúp khách hàng yên tâm hơn, bởi bánh được sản xuất từ thương hiệu lớn sẽ có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm.